Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 72. Anh Huân. Người nam nhân kia trông thật quen mắt. Cậu nhìn mặt người nam nhân kia cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Tiểu Dương, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người nam nhân này chạy đến trước mặt Dương Gia Lập, trong mắt mang theo ý cười, thái độ vô cùng tự nhiên thân thiết. Dương Gia Lập chớp chớp mắt, còn chưa kịp nhận ra cái người trước mắt này là ai, thì anh ta đã vỗ vỗ vai của Dương Gia Lập, nói sảng sảng. Không nhớ tôi sao? Nhìn kỹ lại xem. Cậu mà không nhớ ra tôi sẽ thất vọng lắm đó. Y đem mặt tiến đến trước mặt của Dương Gia Lập, chớp mắt nhướng mày một cách nhanh nhẹn, ra vẻ rất chờ mong. Dương Gia Lập nhìn diện mạo y hồi lâu, cuối cùng mới từ trong trí nhớ mơ hồ nhớ lại vài chuyện. Có phải anh từng ở ký túc xá phòng bên cạnh với tôi khi còn học đại học năm nhất năm hai, tên là Lưu? Người này liền cười ha ha vỗ vai Dương Gia Lập. Lưu Huân. Đúng, Lưu Huân. Mắt Dương Gia Lập sáng rực lên. Tôi nhớ ra rồi. Năm nhất năm hai đại học, ông anh hay tới phòng ký túc xá của tôi ăn ké đồ ăn vặt đấy nhỉ? Tôi nhớ ra anh rồi. Năm nhất năm hai, Dương Gia Lập vẫn còn ở trong ký túc xá. Lưu Huân học cùng trường với bọn họ, quê ở Đông Bắc, tính tình cũng không tệ lắm, ở ngay phòng bên cạnh. Khi ấy, Lưu Huân thường hay đến chơi ở phòng của bọn họ, ngồi bên cạnh chỗ của Dương Gia Lập. Thi thoảng cũng giao lưu chuyện trò, mỗi khi Dương Gia Lập có đồ ăn vặt cũng không quên mời y nếm thử mấy miếng. Nhưng kể từ khi năm ba đại học, không biết lý do vì sao Diệp Đình lại nằng nặc đòi Dương Gia Lập phải thuê nhà ở ngoài trường, sống trong thế giới của hai người. Từ đó, Dương Gia Lập và Lưu Huân cũng dần dần ít gặp. Mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên phai nhạt. Hiện giờ gặp lại nhau ở đây như thế này, không thể nói là không bất ngờ mừng rỡ. Nụ cười Dương Gia Lập có phần sáng lạng. Anh Huân, sao anh lại ở đây? Lưu Huân nói. Là anh Hải bảo tôi ở chỗ này đón cậu. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Gia Lập, Lưu Huân tiếp tục giải thích. Trước đây tôi với anh Hải biết nhau khi cùng hợp tác mấy dự án đầu tư. Cũng từng có nói chuyện với nhau nên mới biết được chuyện chúng ta từng là bạn học cùng trường với nhau. Sau sự việc lần này của cậu, anh Hải đã liên lạc riêng với tôi, hỏi có thể mượn nơi của tôi để cho cậu ẩn náu một thời gian không. Đúng lúc tôi có một biệt viện nghỉ dưỡng mới mở, vừa thích hợp để cho cậu làm nơi lánh nạn. Cậu yên tâm, nơi này của tôi tuyệt đối là nơi ẩn náu an toàn, sẽ không bị ai phát hiện ra đâu. Đến lúc này Dương Gia Lập mới an lòng, cậu không ngừng cúi mình. Vậy, xin phiền anh Huân. Khách sáo. Tài xế lấy một vali hành lý nhỏ từ trong cốp xe ra. Hành lý đã chuẩn bị cho cậu. Dương Gia Lập vội cầm lấy hành lý được đưa tới, gật đầu cười với tài xế, nói: Cảm ơn chú. Đợi đến khi tài xế lái xe đi rồi, Lưu Huân mới hướng Dương Gia Lập hất mày một cái. Đi theo tôi nào. Vì để xây dựng cái biệt viện nghỉ dưỡng này, tôi đã đầu tư không ít tiền vào đấy. Dẫn cậu đi xem chất lượng như thế nào nha. Dương Gia Lập ưng thuận. Lưu Huân vươn tay ra, dường như tự nhiên mà dắt tay Dương Gia Lập đi. Dương Gia Lập hơi sửng sốt, nhìn thấy cái tay kia của Lưu Huân đang nắm tay cậu mà có chút lúng túng. Mất mấy giây Lưu Huân mới như kịp phản ứng lại, gãi đầu ngượng ngùng cười hai tiếng. Khoác vai Dương Gia Lập dẫn người đi vào trong biệt viện. Đi thôi. Diệp Đình sử dụng hết nhân lực, cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm suốt mấy ngày. Hắn tìm đến tất cả những nơi mà Dương Gia Lập có khả năng sẽ lẩn trốn, điều tra theo dõi những chiếc xe có liên quan. Nhưng có quá nhiều xe ở vùng lân cận qua lại, dòng xe cộ lui tới trên quốc lộ thì càng dày đặc. Tìm mấy ngày, một chút tiến triển cũng không có. Dương Gia Lập cứ như là một cánh bay đi, mặc vô âm tín. Thật sự đã để cậu chạy thoát rồi. Mấy hôm nay sắc mặt Diệp Đình u ám đến cực điểm, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Toàn bộ trên dưới công ty đều im lặng nín thở. Vào buổi chiều, quản lý bộ phận vận hành kinh doanh, một người đàn ông thiểm tay cường tráng, thô kệch, thân hình cao 1m83, bị mắng đến mức khóc như lê hoa đái vũ sau khi bước ra từ văn phòng của chủ tịch. Trên dưới công ty càng thêm hoảng sợ, ai cũng không dám vào lúc này đi đến gần tiếp xúc với Diệp Đình. Diệp Đình ở văn phòng đến tối thì rời khỏi công ty với gương mặt lạnh lùng. Hắn lên xe, trầm mặc mất một lúc, sau đó khởi động xe chạy đến nhà của Triệu Hướng Hải.
gõ cửa nhà Triệu Hướng Hải, chỉ có Triệu Hướng Hải và con gái anh ta ở nhà. Diệp Đình vào nhà mà không hề khách khí, nhưng ngặt vì con gái Triệu Hướng Hải vẫn đang ở trong phòng nên hắn cũng chưa làm loạn ngay lúc này. Triệu Hướng Hải lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau mới ngồi xuống nói với con gái. Lạc Lạc, ba lớn có việc cần nói, con về phòng trước làm bài tập của tuần này đi. Đến tối ba lớn sẽ kiểm tra, được không? Lạc Lạc khiếp sợ mà liếc nhìn Diệp Đình một cái, tự như đang nhìn thấy hung thần, lại quay sang nhìn Triệu Hướng Hải, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến khi con gái đã đi rồi, Triệu Hướng Hải mới ngồi xuống ghế sofa. Tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói Diệp Đình lạnh lùng. Tôi cho anh cơ hội lần cuối. Em ấy ở đâu? Triệu Hướng Hải tự rót cho mình ly trà, cất giọng chậm chậm nói. Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Đôi mắt Diệp Đình nhíu lại, tiến lên túm lấy cổ áo sơ mi của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải, mày con mẹ nó đừng có cho mặt mũi lại chẳng cần. Sự nôn nóng vì tìm không thấy Dương Gia Lập đã hoàn toàn đốt cháy hết sự kiên nhẫn của Diệp Đình. Nếu bây giờ ra tay mà có thể buộc anh ta nói ra tung tích của Dương Gia Lập, Diệp Đình cảm thấy mình sẽ không chút do dự mà bẻ gãy xương của Triệu Hướng Hải. Đừng cho rằng tao không làm gì được mày. Tao là vì nể mặt của Tiêu Giả mới có chút khách khí với mày. Nếu không, dựa vào mấy cái công ty, mấy cái thế lực trong tay của mày, mày thật sự cho rằng mày có đủ năng lực để đấu với tao hả? Vẻ mặt Triệu Hướng Hải cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Anh muốn thế nào? Diệp Đình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Tiêu Giả mới vừa từ công ty trở về, nhìn thấy người trong phòng khách, nhướng mày. Diệp Đình, sao cậu lại ở đây? Hết chương 72.